Tối ngày 2 tháng 10, thêm 1.499.940 liều vaccine Pfizer BioNTech do Mỹ tặng vừa về đến Việt Nam. Theo thông báo của Tổng lãnh sự quán Mỹ, lô vaccine được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy của Pfizer tại thành phố Kalamazoo, bang Michigan, Mỹ. Số vaccine này tiếp nối 3 đợt trao tặng vaccine trước đó mà Mỹ dành cho Việt Nam với tổng cộng 6 triệu liều. Mỹ và Việt Nam đã hợp tác nhằm nâng cao năng lực của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19 dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia và nguồn hỗ trợ trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ trong những năm qua nhằm giúp Việt Nam phát triển hạ tầng y tế. Ngoài việc trao tặng 7,5 triệu liều vaccine cho Việt Nam, từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu, Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá 26,7 triệu đô la Mỹ để giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Thông qua cơ chế COVAX, trong đó Mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất, Việt Nam đã nhận 4.176.000 liều vaccine AstraZeneca. Tại hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về COVID-19 ngày 22 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố cam kết tặng thêm 500 triệu liều vaccine Pfizer để giúp thế giới đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Cam kết này đưa tổng số vaccine mà Mỹ tặng các nước trên thế giới lên hơn 1,1 tỷ liều.